Repeat again. Rich, rich, ngay, com, nợt. Đến năm mới vinh hoa phú quý về, điều gì không muốn bay đi hết, để lại quanh năm sự tốt lành. Cho nên xinh đẹp thì có muôn hoa, người ta đẹp thì có nếp na dịu dàng. Muốn cho linh hoạt đạo tràng, xin mời bà con ủng hộ cho một tràng để chúng ta chúc mừng đến những lời tốt đẹp đến xin cả và toàn thể chư tăng Phật tử hiện diện nơi đây. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay mà phát lòng thêm danh thêm nữa, cho nên hát tặng sư cả bài sinh nhật ha quý vị ha. Chúc mừng sinh nhật thầy. Thế giới từ bi, mong thầy nhiều sức khỏe, lạc quan đến suốt đời, sáng soi khắp nhân gian, cho chúng sinh bình an, hoàn kiếp theo Như Lai, tu hành thành chánh đạo. Lời thầy đã dạy khuyên, luôn khắc sâu trong lòng mãi. Yeah.
kinh chô mà nô sa và đê lia phố kinh thang mạch cha này di vi tăng kinh thang sắc thông ma sa hoa nắng kinh chô bù thô nà múc và tô sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui lòng hạnh ra đời khó thay. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý phật tử gần xa quý mến, đời sống mặc dầu là quý báu hay lễ mừng sinh nhật của thầy, của sư phụ, thêm một tuổi đời, thêm một tuổi đạo, và đó cũng là dịp để đệ tử bày tỏ lòng hiếu đạo đối với bậc tôn sư và để hòa chung trong niềm vui thiện pháp và với phương châm nhân sự đồng sự, cái tích ra cái cùng, hòa nhập không hòa tan, đổi mới không đổi màu. Do đó thành xuân trụ trì chùa hang thượng tòa thạch trinh siêu cả chùa lò gạch thượng tòa trương hường chùa sông rau đáy thượng tòa thạch sâu văn chùa anh quý ngài dành thời gian quý báu quang long chứng minh và tác thành ngày lễ thánh tế sinh nhật lần thứ 60 của anh tụng kinh phúc chúc 6 lời đáp từ của sinh cả 7 hồi hướng công đức khép lời chương trình chính của buổi lễ hôm nay. Nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền quỳ quầy dưỡng dục, xin thành ơn cha mẹ học đạo tu nên bởi ơn thầy. Tiếp theo chương trình là phần tác bạch duyên sự của buổi lễ. Phần này thay mặt ban nghi lễ xin cung thỉnh xin cô cả Mỹ Dung thay mặt quý cô tu nữ chùa Diệu Pháp cũng như chư Phật tử có lời tác bạch duyên sự. Xin thành kính cung lĩnh Nam Mô. Thật ra thì trong đầu tụi con dự định năm nay sẽ làm buổi thánh tế cho sư cả lớn long trọng. Mình sắp xếp rồi nhưng mà cái nhân viên nó không đủ. Tới ngày sinh nhật của sư cả thì sư cả đi không có Phật sự. Nên tụi con cũng gấp rút về đây tranh thủ với ngày này để được tỏ lòng của chúng con đối với sư cả. Kính bạch sư cả, thì chùa Như Pháp chúng con từ khi chùa Như Pháp chưa có mặt, chúng con là những người cư sĩ, là những hàng Phật tử biết sư cả đến nay thì cũng rất là lâu. Con không nhớ là từ khi nào. Sư cả với con thì sư cả như một căn lê dân nắm đứt tác thăm một người bạn lòng trên con đường giải thoát với tất cả những ý nghĩa tốt đẹp, cũng muốn làm rất là nhiều điều để kỷ niệm thánh tế. Thì đối với người dân gian thì cái ngày thánh tế nó cũng là một cái khung, một cái dịp để tạo phước, để một cái hành trình bước vào tuổi lão niên, cũng tổ chức một cái buổi mừng sinh nhật ấm cúng. Trước là chúng con xin kính thỉnh chư tăng, chư vị có mặt nơi đây, xin quý ngài quan hỷ với ý niệm lành trong sạch hướng về sư cả chư phước để sư cả được sức khỏe. Hành trình phía trước trên con đường tu tập của sư cả cũng được thuận duyên, và những cái mong muốn tốt đẹp của sư cả sớm được thành tựu. Và chúng con cũng rất là tri ân sư cả và chư tăng đã nhận lời thỉnh mời hết của sư cả được đầy đủ phước báo, đầy đủ sức khỏe, và phía trước luôn được thượng duyên
Nhà con xin hết ạ. Sa thú, sa thú lành thân. Thì tụi con cũng nghĩ ngày hai ngày đó mà làm lớn lớn, nhưng mà giờ nhân viên nó không đủ, giờ là ngày thứ năm thì anh chị sắp xếp công chuyện không được, không kịp nên không có xuống được. Thì anh chị có món quà nhỏ đó là cái bánh sinh nhật với hai bức tranh là do chị Chốt vẽ, tranh thủ vẽ để tặng sư cả chơi trong phòng quanh được quan hỷ. Chị vẽ bằng cái tâm tư, chứ cái tấm bức tranh sao bức chinh màu á là vẽ sao nên chị cố gắng cái vẽ viết cho kịp. Dạ con mời quý cô với Phật tử mình cùng đến dân. Xin lễ trường cho một lời sa thú thật lớn thật dài. Sa thú, sa thú lành tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mượn phẩm vật thay đôi lời kính ngưỡng, danh tôn sư thương tưởng chúc tâm thành, cầu cho thầy pháp thể mãi khương ninh, cho hậu thế cùng chúng sanh nhân ước. Sau phần dân bánh, tiếp theo là phần dân hoa quà của chư tăng tu nữ và chư Phật tử. Do vậy phần này xin cung thỉnh chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý ban quản trị chùa và chư Phật tử nào có phần quà trong tay, xin mời quý vị hướng về sư cả để chúc mừng sinh nhật lần thứ 60. Xin trân trọng kính mời. Ngừng tắm á, làm vậy đó không mấy rồi nó thuộc bài à. Vô đi Nhi, nhân chưa tăng ngừng vậy cô cũng vô đi Nhi. Xin cả phần này xin
đây đầu cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng khai mở phát kinh chúc mừng lễ thánh tế lần thứ 60 đến thiên cả. Xin đây đầu cung thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh phúc thúc ra bên ngài trụ trì. Nam mô tát sa phật hoa to ra ha to sa ma sa bồ tát sa nam mô tát sa phật hoa to ra ha to sa ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Hôm nay thật là đau lòng,
Nam mô chư thiên nữ trên hư không địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều long vương thần linh có nhiều đồng sinh quan hệ phương điều chúng con họ tùy thật giáo tăng bồi an bận thầy tổ vui lâu dài quyến thuộc đánh khỏi nạn tay chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu sanh do sự phước bao mà chúng trong cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư tăng